Thiệt là chán quá đi, cái Facebook nó không cho quay video nữa rồi anh em ơi. Không cho quay trực tiếp. À, em vừa nhận được cái trục xế này của ông khách ở Long An. Khách ở Long An nha anh em. Anh em ở Long An ai có nhu cầu sắp sửa và làm mới trục xế, Hoàng Mai hân hạnh được phục vụ anh em gần xa. Ở gần anh em cứ mang Honda chạy lên đây cho em nha. Anh em khách này ở Long An, mang đây cho em đây. Trục xế mới, sắp lại trục xế. À, khách đi bằng Honda lên. Anh em ở xa anh em cứ chuyển qua đường bưu điện giúp em. Bưu điện gần nhất nơi anh em ở nha. À, bưu điện sẽ nhận hết tất cả các mặt hàng anh em có yêu cầu gửi đồ nặng nhẹ đều có hết trơn nha anh em. Đây em giới thiệu đây, khách ở Long An, số điện thoại của khách đây. Anh em nào ở Long An có thể gọi ngay số điện thoại này để biết thông tin trục xế sau khi Hoàng Mai sắp rồi chuyển về Long An sử dụng nha. À, nãy quên quay bản số xe của ông khách luôn, khách chạy về rồi vô trong nhà luôn ơi. Cho anh đứng ở trong nước nhà hả em ơi. À, anh em nào có nhu cầu làm trục xế hân hạnh được phục vụ nha. Anh em nào ở gần thì mang tới em nha, anh em ở xa anh em có chuyển qua điện giúp em. Em nhận phục hồi tất cả các mặt hàng cho anh em. À, anh em có quyến báo giá thì anh em cứ chụp hình gửi đây hoặc Zalo cho em 0907 790079. Hoàng Mai hân hạnh được phục vụ anh em gần cô bác gần xa. Số điện thoại cách đây nha, không thể nào quay bằng trực tiếp nữa rồi anh em ơi. Facebook em nó có vấn đề, thông cảm giúp em. Hoàng Mai hân hạnh được phục vụ nha. Trục xế này của khách ở Long An, mới mang lên luôn nha anh em, mới mang lên lúc sáng luôn. Anh Mẫn ở Long An, số điện thoại khách đây. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha, viên mãn phục hồi trục xế. Anh em ủng hộ rất nhiều, cảm ơn rất nhiều anh em từ Bắc vào Nam ủng hộ Hoàng Mai. Hoàng Mai 0907 790079. Ở đây em sẽ xả hết chân núi ra cho anh em nha. Em xả hết chân núi ra rồi em sắp lại chân núi cho anh em. Cái chân núi nào còn xài được em sẽ tận dụng lại, và cái chân núi nào hư em sẽ bỏ ra và lắp vào chân núi mới cho anh em luôn đầy đủ.